Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu gian touring cao cấp của dòng gian Ram Beat 2. Thì trước đây em có về một mẫu gian Ram Beat 2 rồi, thì nó là màu bạc. Nhưng mà em về được một chiếc gian Ram Beat 2 màu đen, xanh đen, mới hơn so với mẫu cũ em về. Và đây là một dòng gian Ram xuất Âu, gian Ram Beat 2. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết của xe. Vâng, xe có tông màu đen, điểm nhấn xanh, điểm chỉ trên khung xe rất là nổi bật. Gian Ram Beat 2, đây là một mẫu gian touring cao cấp có giảm sóc mà trước đây em đã về một vài con, thì hôm nay em về được một chiếc xanh đen còn rất là đẹp, tổng thể xe còn trên 90%. Các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm Gian Ram Beat 2. Đây là hai đây, gian 2, Beat 2. Có thể các bác tham khảo thêm trên mạng về dòng gian Ram quốc tế này. Đây là một mẫu xe xuất trong thị trường châu Âu. Và lần này thì xe có thông số là size M, tức là thích hợp các bác cao từ 1m65 đổ lên, 67 đổ lên. Dòng size M này là dòng châu Âu nhé, xe cao, dành cho những bác xe đi touring đường phố có giảm sóc, dòng cao cấp mà phải cao từ trên 1m67. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng đặc quyền của Gian rồi. Gian Ram Beat 2, các bạn ở trên mạng tham khảo thêm. Cổ phốt và ghi đông chính hãng của xe Gian. Xe được trang bị với 9 tầng lip Shimano Aceda chính hãng, tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian. Đây bác thấy rõ, nó còn nguyên cho xe đây, nguyên bản cho xe. Bên này là 3 tầng đĩa Shimano Aceda. Và đây là một mẫu dòng touring cao cấp của dòng Gian, Gian Ram Beat 2 có giảm sóc. Đây, có giảm sóc đây là sóc dầu không nhá, sốc dầu chính hãng của Gian. Vành nguyên bản theo xe, chính hãng Gian. Kích thước lốp 700x40C. Bánh cũng là nguyên bản theo xe, bánh của Gian PRX2. Đây, những cái dòng mẫu touring bánh rất là to, bản to nhưng mà nhỏ hơn mẫu lốp địa hình. Đây là một mẫu Gian xuất sắc thị trường châu Âu, Gian Ram Beat 2 màu đen, xanh đen, hộp yên chính hãng của Gian, nguyên bản nó xe yên Gian. Đấy, có thể thấy rõ còn rất là mới, chưa có vết bong chóc gì trên yên xe cả. Xe được trang bị với củ đề Aceda, trang bị với 9 tầng lip còn rất là mới. Đây, 9 tầng lip. Xe lần này về mới hơn xe lần trước không nhá. 3 tầng đĩa, xe mượn của xe 27 độ. Bê đan bi vòng. Gian Ram Beat 2, đây là một mẫu Gian Ram có tổng sóc cao cấp mà dành cho các bạn thích hợp cho các bác cao từ 1m67. Đấy. Đây là một chiếc xe lý tưởng cho những dòng xe bác nào có chiều cao. Và ở dưới khung xe có mã vạch của xe chính hãng đây. Và bây giờ đi vào chi tiết hoạt động của xe. Và như những cái video trước thì em có nói là những dòng Gian châu Âu thì dòng Gian Ram đầu đặc biệt là trên khung Gian Ram đều có chữ Gian ở đằng sau khung xe đây, in chìm trên xe đấy, bác có thể thấy rõ đấy. Dòng Gian Ram bao giờ cũng có Gian Ram Beat. Vâng, xe được trang bị với 9 tầng lip, lip còn rất là mới, nên lip đấy chuyển động rất là mượt mà, lip và xích còn rất là mới. Dòng Gian Ram này trang bị với 9 tầng lip là dòng cao cấp rồi, chúng lip đây. Đây là một mẫu touring cao cấp có giảm sóc, dành cho thích hợp các bác size cao. 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa,
Và mẫu dàn ram ROM này lần này em về mới hơn so với lần trước các nhá. Vâng. Chuyển động rất là mượt mà, hầu như không một lỗ chi tiết nào đâu ạ. Vâng, em vừa giá tổng thể xong chiếc dàn ram Beat 2 xuất sang thị trường châu Âu. Và cái size số xe này là thích hợp với bác size cao gấp nhá. Size M của châu Âu. Tức là bác phải cao, phải cao trên 1m67 trở lên mới đi vừa chiếc xe này. Và có xe rất giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm chiếc xe đạp đến đăng ký ở các kênh. Còn hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào chương trình ngày mai.